Carofi, chuyên gia lọc nước thông minh, hân hạnh đồng hành cùng chương trình này. Kính thưa quý vị, ngồi xem lại toàn bộ vòng đấu thứ 3 của giải LS V-League 2020, chúng tôi trở lại với câu hỏi cơ bản trong công việc của mình. Tại sao? Có quá nhiều điều khó lý giải đã xảy ra. Tại sao cặp đấu được chờ đợi nhất của V-League mỗi năm chỉ sau có một mùa giải đã trở nên chênh lệch đến như vậy? Vẫn những ngôi sao đó nhưng Hoàng Anh Gia Lai giống như là những khán giả thực sự trên mặt sân hàng đẫy vậy. Nói về khủng hoảng lúc này thì không đội nào bi đát hơn SHB Đà Nẵng. Lê Huỳnh Đức là huấn luyện viên trưởng, Nguyễn Việt Thắng là trợ lý. Đây là hai tiền đạo lẫy lừng một thời của bóng đá Việt Nam. Thế mà sau 3 vòng đấu, đội bóng của họ toàn thua. Tại sao mùa giải nào Thanh Hóa cũng thay huấn luyện viên? Tại sao Hải Huy bị chấn thương? Tại sao các tiền đạo sút bóng ra ngoài trước cầu môn trống? Và tại sao khán giả chờ đợi mỗi tuần để xem bình luận thể thao? Là bởi vì chúng tôi luôn trả lời những câu hỏi mà quý vị quan tâm nhất. Và bây giờ chương trình ngày hôm nay xin được bắt đầu. Kính chào quý vị, cảm ơn quý vị đã dành thời gian cho bình luận thể thao. Có thể những câu hỏi mà chúng tôi đặt ra chưa chắc đã nằm trong danh sách những thắc mắc của quý vị. Kiểu như là Hoàng Anh Gia Lai, thời điểm này mà thua câu lạc bộ Hà Nội thì có gì lạ? Nhưng những góc nhìn từ nhiều khía cạnh có thể cũng mang lại chút tò mò. Bởi vì khán giả xem trận đấu là để thưởng thức và giải trí. Còn chúng tôi xem trận đấu nhiều lần để giúp vui thêm cho quý vị. Hoàng Anh Gia Lai mùa giải trước đá trận lượt về trên sân vận động Hàng Đẫy vào tháng 7. Và đó là trận đấu mà đội bóng thủ đô ở vào một trong những giai đoạn khó khăn nhất trong mùa giải của mình. Trên sân khách, Hoàng Anh Gia Lai ra sân với sơ đồ chiến thuật 4-4-2. Hai trung vệ của họ là Kim Bong Jin và Trương Trọng Sáng. Chân giữ khung thành là thủ môn CSMA. Họ đã để thủng lưới trước từ một pha phối hợp bóng bổng từ cánh của đội chủ nhà sân Hàng Đẫy. Người đánh đầu là Omar. Nhưng trong suốt phần thời gian còn lại, hàng thủ của Hoàng Anh Gia Lai đã đứng vững trước sức ép của đối thủ. CSMA cứu nhiều pha bóng đẹp. Và đến phút bù giờ cuối cùng, pha phối hợp sở trường của bộ đôi Xuân Trường Văn Toàn đã mang về một bàn thắng đẹp mắt, lấy của câu lạc bộ Hà Nội một chiến thắng và đẩy họ về phía sau trong cuộc đua vô địch với Thành phố Hồ Chí Minh. Trận đấu nằm trong chuỗi những trận đấu mất điểm đáng tiếc của câu lạc bộ Hà Nội ở giai đoạn này. Nếu trận đấu đó mới diễn ra cách đây chưa tròn một năm thì có lý do gì để chúng ta nghĩ rằng câu lạc bộ Hà Nội sẽ có một chiến thắng dễ dàng đến như vậy trước Hoàng Anh Gia Lai tuần vừa rồi? Trước khi giải đấu bị gián đoạn vì dịch bệnh thì Hà Nội thậm chí thua một trận đáng thất vọng tại Quảng Ninh. Còn Hoàng Anh Gia Lai, đội hình xét trên những cái tên còn mạnh hơn cả năm ngoái. Hai trung vệ của họ có một trận đấu đáng quên nhất. Kelly vốn là một tiền vệ phòng ngự, hôm đó hoàn toàn mất phương hướng trước những đòn tấn công sở trường của câu lạc bộ Hà Nội. Và cuối cùng thì đã không giúp được đội nhà, anh còn tạo điều kiện ghi bàn cho đối thủ. Memovic thì từng là lá chắn thép giúp cho Nghệ An giữ sạch lưới 11 trận trong mùa giải trước bằng việc kiểm soát những đường bóng bổng. Thì hôm nay dường như luôn chậm hơn đối thủ một nhịp. Hoàng Anh Gia Lai nổi tiếng khó chịu trên sân khách bằng lối chơi kiểm soát bóng. Và ngày hôm đó, có những thời điểm họ thực sự trở thành khán giả ngay trên sân. Camera đã ghi lại 43 đường truyền qua lại liên tiếp mà đội bóng phố núi không một lần chạm vào bóng. Thủ môn Bửu Ngọc không nhận được nhiều hỗ trợ từ hàng thủ ngày hôm nay, nhưng cách mà anh chấp nhận những bàn thua cho thấy rằng đây cũng chưa hoàn toàn là một chốt trận đáng tin cậy cho huấn luyện viên Lee Tae Hoon. Đây là một cuộc khủng hoảng ngắn hạn về lực lượng của Hoàng Anh Gia Lai, hay việc sử dụng ngoại binh đang là một vấn đề thực sự cho đội bóng này. Thất bại càng thêm chua chát hơn khi mà người hùng của trận đấu là Romario, cầu thủ từng thất bại toàn diện khi thi đấu cho Hoàng Anh Gia Lai một thời gian ngắn. Ông Lee Tae Hoon sau trận đấu nói rằng ông chấp nhận khả năng có thể xảy ra khi kết quả không tốt là sa thải. Nhưng đội bóng phố núi vốn khá kiên nhẫn về thành tích và chỉ cần các cầu thủ còn niềm tin thì mọi thứ sẽ sớm trở lại. Trước trận đấu gặp Dược Nam Hà Nam Định thì chúng tôi có trò chuyện với Nguyễn Phong Hùng Duy về tình hình hiện tại của đội bóng này. Sau hai cái trận thua vừa rồi thì Duy có thể chia sẻ là lúc bây giờ thì tinh thần của đội như nào? Có lẽ hai trận đấu vừa rồi khi mà thua ở trên sân khách thì đội cũng có vẻ hơi trùng xuống, nhưng khi đến với hiện tại thì tinh thần đội bóng cũng đã trở lại. Lúc này thì sau hai trận thua thì Duy có thể chia sẻ là huấn luyện viên Lee Tae Hoon có gặp phải những áp lực gì không? Và toàn đội có chia sẻ với ông những áp lực đó? Hiện tại thì em nghĩ khi mà đối với cương vị huấn luyện viên thì khi mà ở Việt Nam thì thua hai trận có vẻ là rất áp lực. Nhưng mà bọn em trước khi trận đấu diễn ra thì bọn em cũng có gặp thầy và chia sẻ với thầy để động viên mình là một cái cầu nối gắn kết với nhau.
Tiếp tục câu chuyện về sức ép chuẩn bị đội hình cho một mùa giải mới. Mùa giải năm nay có lẽ không ai vất vả hơn huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức của SHB Đà Nẵng, tiền đạo xuất sắc nhất một thời của bóng đá Việt Nam, hai lần vô địch V-League khi nắm đội bóng đá Đà Nẵng. Có lẽ chưa bao giờ trong sự nghiệp của mình ông phải trải qua 3 trận đấu đầu tiên của mùa giải, thua cả 3. Người ta tự hỏi, tiền đạo của ông đâu hết rồi? Và câu hỏi lớn nhất đặt ra cho Đỗ Melo. Dù năm nay đã 37 tuổi nhưng sở hữu một người như Melo là một sự đảm bảo về số lượng bàn thắng nhất định trong cả mùa giải. Melo đi nhiều nơi mà cuối cùng cũng quay về đầu quân cho huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức. Nhưng rồi lúc đội bóng cần người nhất, tiền đạo nhập tịch này lại ra đi. Melo mới đây lên tiếng về sự khác biệt giữa hai bên dẫn tới cuộc chia tay, còn ông Lê Huỳnh Đức thì im lặng. Melo cập bến Nam Định và lập tức trở thành một mũi tấn công quan trọng của đội bóng này. Còn ấn tượng lớn nhất của những bản hợp đồng mới với SHB Đà Nẵng là anh chàng tân binh NCA đã cãi nhau tay đôi với huấn luyện viên trưởng ngay trong sân và sau đó thì nhận giấy thanh lý sớm hợp đồng. NCA vừa được rút ra ngoài. Melo đã thi đấu quá nhiều năm ở V-League để mà hiểu giá trị của mình và để có một bản hợp đồng cuối của sự nghiệp cho ra tấm ra món thì cần phải làm gì. Sự im lặng của huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức trước thông tin một chiều từ Melo cũng lại cho thấy hai điều. Thứ nhất là sự già dơ của ông. Những lời thanh minh thì chẳng có ích gì khi đội bóng của anh đang thua trận cả. Và thứ hai là nó cho thấy những sức ép các huấn luyện viên phải chịu đựng cả trong lẫn ngoài sân cỏ khi chuẩn bị cho một mùa bóng mới. Hôm nay để nói về những sức ép đó, chúng tôi chọn được một nhân vật có lẽ là không thể phù hợp hơn. Đầu mùa giải năm nay, ông Hoàng Văn Phúc vẫn còn là người dẫn dắt câu lạc bộ bóng đá Sài Gòn. Giờ sau 3 vòng đấu, ông đang ngồi trên khán đài với công việc mới là phụ trách các vấn đề kỹ thuật cho công tác đào tạo trẻ của câu lạc bộ Hà Nội. Ông Hoàng Văn Phúc đã chủ động nói lời chia tay với đội bóng Sài Gòn sau những thay đổi ở bộ máy lãnh đạo sở hữu đội bóng này và trở lại với biên chế của Bầu Hiển. 10 năm qua trong bối cảnh chức vô địch V-League xoay vòng giữa những đội hình đầy dẫy ngôi sao của các đại gia trong giải đấu này thì có thể nói chức vô địch mà ông Hoàng Văn Phúc có được với Quảng Nam năm 2017 là bất ngờ thú vị nhất. Vinh quang và những cay đắng của nghề nghiệp từ câu lạc bộ lên các đội tuyển cấp quốc gia, ông đều đã nếm trải và giờ là một khoảng lặng cần thiết để tích lũy trước một sự trở lại có thể đến vào bất cứ lúc nào. Hãy nhìn vào cuộc hành trình xoay vòng của một vài huấn luyện viên tên tuổi bóng đá Việt Nam mà xem. Huấn luyện viên Đức Thắng ở câu lạc bộ Sài Gòn sau đó về với Thanh Hóa. Huấn luyện viên Thành Công lại tiếp quản đội bóng Sài Gòn. Trong khi đó ông Đức Thắng rời Thanh Hóa vào Bình Định rồi thì ông Thành Công lại ra Thanh Hóa. Ông Phúc rời Quảng Nam vào câu lạc bộ Sài Gòn, rồi cuối cùng ông lại rời Sài Gòn. Tuần vừa rồi có tin ông vào tiếp quản ghế huấn luyện viên của Đà Nẵng, mà điều đó thì chưa xảy ra. Hay là cứ nhìn vào sơ đồ này thì có khi ông sẽ được câu lạc bộ Thanh Hóa mời sau khi chia tay với ông Thành Công cũng nên. Nhưng thôi, bây giờ ông Phúc đang là người tạm xa rời khỏi V-League rồi, nên có thể ông sẽ kể cho chúng ta nghe những điều thú vị đang xảy ra tại giải đấu này. Và xin cảm ơn huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc đã dành thời gian cho cuộc nói chuyện ngày hôm nay. Đầu tiên xin được hỏi, ông có theo dõi giải vô địch quốc gia lần này không ạ? Chính xác là sau cái đợt Covid vừa qua thì giải vô địch quay lại mà tôi cũng có theo dõi. Dạ. Cụ thể là những cái vòng đấu ở đây nó rất là hấp dẫn. Thì quay lại thì cũng có những đội phong độ tốt. Thì ngoài ra có những đội chưa bắt nhịp được, câu lạc bộ của Quảng Nam, SHB Đà Nẵng, câu lạc bộ Thanh Hóa và Quảng Ninh. Vâng, trước một mùa bóng thì chắc chắn là việc chuẩn bị lực lượng là điều quan trọng nhất. Vậy thì với một huấn luyện viên thì điều gì mà họ cần nhất ở trong việc chuẩn bị lực lượng cho mùa bóng thưa ông? Thực ra thì là cái quan điểm của làm việc của tôi cũng rất là mong muốn là huấn luyện viên được cái quyền lấy người. Tại sao là huấn luyện viên là những nhà chuyên môn mà đã khi theo huấn luyện viên làm thì phải giao toàn quyền lấy người cho huấn luyện viên. Còn một số câu bộ thì là có thể là ban lãnh đạo rồi chủ tịch câu bộ có thể là cũng tham gia vào việc lấy người. Thì huấn luyện viên là người phải sau đấu đấy. Nhưng mà trong quá trình tuyển chọn ấy thì là nó có nhiều rủi ro. Có thể cái cậu cầu thủ A này, cái cầu thủ biên của câu bộ khác rất tốt, hay tiền vệ cánh tốt, nhưng mà về giá thì cao, anh ta về có hòa nhập được môi trường hay không? Cái điều đáng mừng nhất ấy là ông chủ hay lãnh đạo là ủng hộ mua. Khi về rồi thì vấn đề sắp đặt làm sao? Người ta đã hiểu ý tưởng, cái lý chơi của mình, hòa nhập với các cầu thủ đội, cái hòa nhập rất quan trọng. Cứ theo tình hình hiện nay mà phân tích thì chắc là ông Hoàng Văn Phúc cũng không thất nghiệp lâu nữa đâu. Người ta đồn ông sẽ về SHB Đà Nẵng sau 3 trận không thắng của đội bóng ở đây. Nhưng ở vòng đấu thứ tư, SHB Đà Nẵng lại gặp câu lạc bộ Quảng Nam. Nhìn vào cái cách mà đội bóng của Lê Huỳnh Đức giải tỏa sức ép của mình hơi quá đà, thì bây giờ đến lượt huấn luyện viên của đội Quảng Nam sẽ sớm được nghe tin đồn về mình. Dù cho SHB Đà Nẵng đã toàn thua cả 3 trận ra quân ở giải vô địch quốc gia, khán giả vẫn đến sân Hòa Xuân khá đông để ủng hộ đội bóng quê hương gặp nhà cựu vô địch câu lạc bộ Quảng Nam. Bản thân các cổ động viên cũng cảm nhận được sức ép lớn với huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức và toàn đội vào lúc này. Tôi cũng thấy hơi lo, mà theo tôi nghĩ là trận này là trận quyết định.
của anh Lê Quỳnh Đức. Tôi thấy ba trận vừa rồi thua là rất đáng tiếc. Một trận đấu mà các chân sút ngoại áo cam đã bén duyên hơn rất nhiều với những cơ hội có được, khiến người ta phải đặt câu hỏi, huấn luyện viên Huỳnh Đức đã thay đổi điều gì? Các tiền đạo của tôi đã 3-4 trận nay họ không biết ghi bàn. Nhưng thật sự ngày hôm nay họ đã được khai thông. Và về lối chơi thì tôi nghĩ họ vẫn chơi như những trận trước, họ vẫn chơi nhịp điệu, nhịp nhàng. Nhưng mà chỉ có tiếc mỗi là không có bàn thắng. Như hôm nay thì tốt hơn, họ đã giải quyết được. Từ một đội bóng chưa có điểm trở thành đội thắng đậm nhất từ đầu mùa, đó chắc chắn là kịch bản mà huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức không dám nghĩ tới. Nhưng có một điều, trước trận đấu này ông hẳn đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho tình huống xấu nhất. Thật ra khi tôi nghe công việc này nó là chuyện bình thường đối với tôi. Khi thành công thì mọi người cung hô, nhưng khi thất bại thì mọi người để ý bóng đá là như thế. Trên thế giới nhiều huấn luyện viên cũng như thế, và tôi cũng sẵn sàng chấp nhận cuộc chơi nó là như thế. Có những lúc thắng nhưng mình phải chấp nhận có những lúc thua, làm gì có thắng hoài được. Trên thế giới các huấn luyện viên giỏi họ cũng đôi lúc thất bại bình thường, và họ chuyển đổi đi chỗ khác là chuyện bình thường. Sau một trận thắng giải tỏa tưng bừng như vậy, điều gì sẽ xảy ra trong phòng thay đồ của một đội bóng V-League? Những bài diễn văn truyền cảm hứng của huấn luyện viên chăng? Không đâu, họ quen rồi. Cuộc chiến chưa kết thúc và bây giờ họ muốn nghe thấy âm thanh đơn giản. Tinh tinh đã. The coach must adapt his philosophy or what he has in the hand, because I can't cook noodle with spaghetti. With a noodle I just can cook noodle. So I cook noodle or I cook spaghetti. Làm ơn đừng viện dẫn những lý do khác biệt về văn hóa khi bạn muốn sa thải một huấn luyện viên nước ngoài nữa ạ. Ông Fabio Lopez đã trả lời câu hỏi của phóng viên như vậy khi mới tới làm việc tại câu lạc bộ Thanh Hóa. Điều đó chứng tỏ ông tìm hiểu khá kỹ về nét đặc trưng của hai nền văn hóa Việt Nam và Italia đấy chứ. Các phóng viên cũng hiểu tầm quan trọng của việc hòa nhập với văn hóa là như thế nào khi từng cho ông thử cà phê Việt và sau đó so sánh nó với espresso pha máy của Italia. Nhưng ông Fabio Lopez không hiểu rằng với một đội bóng mà hầu như mùa nào cũng thay huấn luyện viên như Thanh Hóa, họ có rất nhiều cách để làm điều đó. Bầu đệ đã có một cách mới để đặt ra trước mặt ông Fabio Lopez tờ giấy thanh lý hợp đồng, một cuộc biểu quyết với các cầu thủ trong đội. Và kết quả là 100% đồng ý để ông Fabio Lopez ra đi. Thế thôi nhé, tạm biệt ông. Cảm ơn ông vì tất cả. Ai bảo rằng khác biệt về văn hóa là rào cản, xin nghĩ lại. Bởi vì trong bóng đá chỉ có một thứ văn hóa quan trọng nhất, đó là văn hóa chiến thắng, hoặc ít nhất là không được thua. Việt Nam chẳng khác gì Malaysia, Indonesia hay Italia. Bóng đá là bóng đá. Trong bóng đá, chiến thắng là tất cả, không chỉ là điểm số. Mà khi thắng thì người ta sẽ cho rằng chiến lý của bạn hay. Dù có thể bản chất lối chơi không có gì đặc sắc, nhưng vì bạn chiến thắng nên nói gì cũng đúng. Mà ở đội bóng năm nào cũng có huấn luyện viên ra đi thì tìm lý do ở lại mới khó, khi sa thải thì đơn giản. Ông Fabio mặc đẹp quá không gần gũi. Nhưng hãy nhìn, ông Petrovic cách đây vài mùa bóng ăn mặc giản dị như thế. Và khi cần ông cũng có thể sửng cồ theo một cách rất V-League. Đội bóng được ông dẫn dắt chơi hay nhất trong nhiều năm qua, thì cuối cùng thời gian cho ông ở lại câu lạc bộ Thanh Hóa vẫn không quá một mùa giải. Ông Nguyễn Thành Công đã ngồi vào một trong những chiếc ghế có bộ chân mong manh nhất ở V-League này. Tất nhiên, huấn luyện viên này quá hiểu và đã đặt ra những điều kiện cho riêng mình. Nhưng mà ai cầm bộ phiếu tín nhiệm của huấn luyện viên dùng với ông Lopez xin giữ lại, phòng khi lại cần đến. Nói cho vui vậy thôi, chuyện đi ở vẫn là chuyện thường tình trong bóng đá khắc nghiệt ngày nay. Chúc cho ông Fabio Lopez có thể coi đây là một kinh nghiệm trong sự nghiệp để mà hướng tới thành công mới. Và chúc cho câu lạc bộ Thanh Hóa sẽ gắn bó được lâu dài với một sự lựa chọn mà người trong cuộc biết rằng họ đã nỗ lực để có được từ rất lâu rồi. Bây giờ, để tiếp tục với câu chuyện cho sức ép huấn luyện viên ở V-League, chúng ta sẽ gặp lại huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc. Thưa huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc, áp lực lớn nhất với một huấn luyện viên là gì? Sau một trận thua hoặc là một kết quả không được như thế nào đó, thì họ không hài lòng với công việc của mình, hay là bởi vì sức ép từ phía cổ động viên, từ dư luận, hay là từ ông chủ của đội bóng thường? Tức là rất là nhiều vấn đề. Thế sau một trận đấu thì là huấn luyện viên tức là có thể nếu mà thắng thì có thể chúng ta vui một chút thôi, nhưng mà lập tức có thể là sáng hôm sau thì chúng ta lại phải quay lại mấy trận đấu kế tiếp, còn thua thì còn mệt hơn.
là bị có đôi khi bị stress đấy, tức là dưới sức ép, tức là sự kỳ vọng của lãnh đạo, người hâm mộ, rồi truyền thông, gia đình, rất là nhiều phía. Vì vậy là cái công việc của huấn luyện viên bóng đá chuyên nghiệp phải làm quen và chịu được áp lực, sức ép. Có một thời điểm nào mà ông cảm thấy cái sức ép thực sự là bắt đầu đến chính cái công việc của mình không? Chính xác cái giai đoạn mà những cái mùa giải thứ năm tôi làm việc ấy. Trước đó thì mới có hơn mùa đội vô địch ấy. Thì khởi đầu thì cũng 3 trận đấu mới có được 1 điểm, 2 điểm đấy. Vậy sức ép rất lớn. Nếu mà lãnh đạo hiểu không cả, động viên thì có thể chúng tôi tiếp tục. Nhưng mà khi lãnh đạo họ về cái thành tích thôi, họ không chia sẻ mà không còn niềm tin nữa thì là mình tốt nhất là thôi, mình xin rút lui. Đến lúc tôi nhớ ông nhầm, lúc tôi nghỉ là vòng đấu thứ 10 để huấn luyện viên khác ấy, họ có thời gian. Theo ông thì vì sao những huấn luyện viên châu Âu lại không thành công trong môi trường bóng đá Việt Nam? Thực ra thì số lượng huấn luyện viên châu Âu đến Việt Nam cũng rất nhiều, nhưng thực ra thì là cái cách biệt từ văn hóa cũng vậy thôi. Chẳng hạn như ông Lajos De Tari ấy, một danh thủ của Hungary mà từng đá World Cup rồi của ACB, thì có thể là cái múi giờ tập thì ông làm quay châu Âu nó quen rồi, sang Việt Nam 9 giờ sáng mới tập. Thế buổi trưa thì ăn trưa xong rồi uống cà phê, đọc báo, không cầu thủ không cho ngủ. Đó, mà buổi chiều thì cái quãng thời gian hai buổi tập tôi đứng ngắn. Cái tác phong của huấn luyện viên châu Âu cũng thế thôi. Không phải huấn luyện viên sang cũng phải có đẳng cấp cả. Mà thường thường là có mắc huấn luyện viên ngoại thôi. Nhưng thực sự đẳng cấp thì cũng không nhiều. Huấn luyện viên nội thực sự tốt thì gần như chỉ có một vài người. Và nếu mà người này rời khỏi đội bóng thì sẽ thay thế một người khác. Và một huấn luyện viên thì có khi là nghỉ khoảng độ 2-3 tháng đã lập tức tìm một câu lạc bộ mới rồi. Liệu điều này có nói lên rằng là đội ngũ huấn luyện viên trong nước của chúng ta đã đang chính xác là cung không đủ cầu không được? Cái câu hỏi của bạn rất là hay, tức là tại sao là huấn luyện viên có thể nghỉ 2-3 tháng lại làm câu lạc bộ khác? Tại sao là cái nghề huấn luyện viên cần đòi hỏi phải có cái sự kinh nghiệm, sự trải nghiệm, mà không chủ là họ đầu tư vào đó rất là lớn. Vì vậy là ít khi là mạo hiểm mà là một huấn luyện viên nào đó mà chưa từng dẫn dắt. Còn đa số là họ dùng những huấn luyện viên đã qua kinh nghiệm rồi dẫn dắt tối thiểu là cũng vài mùa. Chẳng như là huấn luyện viên Thành Công bây giờ dẫn dắt Thanh Hóa cũng vậy. Để họ sẽ có thể sự an toàn tương đối cao. Xin được cảm ơn huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc về cuộc trò chuyện ngày hôm nay. Thế đấy thưa quý vị, bóng đá là môn giải trí cho khán giả. Mọi thứ càng kịch tính thì khán giả càng vui. Nhưng ngược lại, không biết các huấn luyện viên và các cầu thủ mang tâm trạng gì vào sân đâu ạ. Chúng ta đặt câu hỏi tại sao thì nhiều, nhưng đôi khi vẫn phải chấp nhận. Bóng đá là như thế, đó là sự hấp dẫn bí ẩn của bóng đá. Trong phần cuối của chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ phân tích một vài tình huống đặc biệt của bóng đá Việt Nam từ ngày trở lại để quý vị thấy. Câu hỏi tại sao đáng tiếc nhất trong tuần qua là về một chấn thương. Tại sao Hải Huy bị chấn thương? Mọi chỉ trích ban đầu đều hướng về pha vào bóng trông có vẻ rất thô bạo của Hoàng Lâm bên phía Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Nhưng những góc quay chậm rất nhiều chiều của camera mang lại câu trả lời. Đối mặt với một pha đi bóng hơi dài của Hải Huy, Hoàng Lâm hạ thấp trọng tâm hướng về chơi bóng bằng cả hai chân. Nhưng điều này hoàn toàn khác với việc ngửa gầm giày lên hướng cả vào bóng lẫn chân của cầu thủ đối phương. Hoàng Lâm đã nhanh hơn đối thủ một nhịp, trong khi góc máy quay chậm này cho thấy Hải Huy vẫn cố vớt vát pha bóng bằng một cú sút có lực cổ chân rất mạnh. Điểm va chạm có thể là mấu chốt dẫn tới chấn thương nặng này. Với Hải Huy thì cổ chân giống như là phần đầu của chiếc bút này vậy. Rõ ràng là nếu như phần va chạm ở phía trong này thì điều đáng tiếc đã không xảy ra bởi vì phần chịu lực tốt hơn. Thế nhưng cú sút có lực rất mạnh đến mức nó cũng để lại trên chân của Hoàng Lâm một vết khá sâu. Nhưng rất nhiều cầu thủ chuyên nghiệp nhìn thấy pha bóng này không đặt câu hỏi tại sao Hải Huy bị chấn thương, mà đặt câu hỏi tại sao anh vẫn cố sút mạnh trong một tư thế như vậy. Tâm lý quyết định rất nhiều tới cách xử lý của vận động viên, còn đây thì lại là một pha ác ý thực sự. Lâm Anh Quang của Dược Nam Hà Nam Định được vào sân khi trận đấu giữa đội bóng của mình và Viettel đã đi về những phút cuối. Nhưng chỉ có một vài phút trên sân và thậm chí có thể là pha chạm bóng đầu tiên. Không hiểu vì lý do gì cầu thủ này quyết định vào bóng bằng cả hai chân với tiền đạo của Viettel. Pha bóng là rất không cần thiết. Anh Quang thì mới vào sân cũng chưa có gì để ức chế cả. Và hơn nữa, việc vào ác ý nhưng trực diện với một cầu thủ ngoại cũng mấy khi mà làm đau được họ đâu. Anh sẽ nghỉ chắc chắn là phải 3 vòng đấu nữa, trong khi Dược Nam Hà Nam Định thiếu người đã thua trận ở phút bù giờ trước Viettel. Chỉ còn 10 cầu thủ trên sân. Bây giờ sẽ nói về những câu chuyện vui hơn một chút nào. Chúng tôi sẽ bình chọn những pha bỏ lỡ cơ hội vui nhộn nhất kể từ khi bóng đá Việt Nam trở lại, thưa quý vị. Và hy vọng rằng những hình ảnh khép lại chương trình ngày hôm nay có thể mang lại chút vui vẻ cho buổi tối thứ 6 cuối tuần của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại cũng vào giờ này tuần sau.
Có lẽ thời gian giãn cách xã hội đã làm cho rất nhiều cầu thủ quên đi cảm giác về khung thành. Nào thế thì tập tạt bóng từ cánh và dứt điểm cận thành nhé các anh chàng. Trong cơn mưa bàn thắng vào lưới của Quảng Nam, SHB Đà Nẵng cũng có những khoảnh khắc tiền đạo của đội chủ nhà nhắc cho khán giả nhớ rằng 3 vòng đấu trước mọi chuyện đã diễn ra như thế nào. Bóng tạt ngang rất đẹp, lưới trống và sau đó là cảnh ôm đầu của tiền đạo khi bóng ra ngoài. Kịch bản không có hậu kinh điển được diễn lại bởi một tiền đạo của câu lạc bộ Quảng Nam. Nhưng cũng trong kịch bản dạng này thì đơn giản là với một vài người là không hợp. Thành Trung của câu lạc bộ Hà Nội sở trường là chọn vị trí trong đám đông và đánh đầu hiểm hóc về góc xa. Còn bóng ở tầm thấp thì khung thành trống cũng có thể quay vào ô mất lượt với anh. Nhiều người đá mãi không vào, còn có những người đá vào nhiều rồi nên không đá nữa. Đây có thể đã là một hat-trick cho Romario vào lưới của Hoàng Anh Gia Lai. Hùng Dũng thì sẵn sàng băng lên, có lẽ là chỉ để nhặt bóng trong lưới ra ăn mừng cùng với đồng đội mà thôi. Nhưng Romario lại tưởng rằng có người cần một bàn thắng để vinh danh quả bóng vàng vừa mới giành được. Và thế là có một tình huống rất hài hước. Quán quân tuần lễ vừa rồi thuộc về Phi Sơn. Tất cả những pha bóng bỏ lỡ kể trên, chủ nhân đều giành chiến thắng chung cuộc. Pha bóng bỏ lỡ này mang về một trận hòa không bàn thắng cho câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh trên sân Lạch Tray. Carofi, chuyên gia lọc nước thông minh, hân hạnh đồng hành cùng chương trình này.